Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình ngày hôm nay. Quảng Ninh chú trọng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng thu ngân sách nhà nước. Đồng bộ nhiều giải pháp giúp ổn định hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều đô thị, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, để các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh thực sự trở thành một trong những động lực góp phần duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% hàng năm trong giai đoạn 2021-2030, Quảng Ninh xác định tập trung phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Việc phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế được thực hiện song song với phát triển hạ tầng giao thông hiện đại liên kết, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp. Cuối tháng 3 năm 2023, dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng xây sẵn đạt tiêu chuẩn quốc tế để cho thuê với tổng diện tích gần 70.000 m² đã được khởi công tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. Đây là dự án nhà xưởng xây sẵn thứ hai được khởi công tại khu công nghiệp này. Hiện nay bên cạnh 5 dự án đã được cấp phép đầu tư với tổng vốn khoảng 500 triệu đô la Mỹ, chủ đầu tư khu công nghiệp này cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng để sẵn sàng đón các dự án đầu tư mới. Hiện nay, chúng tôi cũng đã có các dự án đầu tư thứ cấp dự kiến sẽ triển khai các dự án tại khu công nghiệp với tổng diện tích sử dụng đất 70 ha. Để phục vụ cho các dự án này, kế hoạch của chúng tôi trong năm nay sẽ là tập trung hoàn thiện hạ tầng đối với các diện tích này. Đồng thời, chúng tôi sẽ chuẩn bị hạ tầng của khoảng 100 ha nữa để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư mới. Hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế được đầu tư bài bản, hoạt động xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư FDI cũng đang được đẩy mạnh. Với cái lượng các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Đài Loan đang quan tâm và mong muốn đầu tư vào khu nghiệp chúng tôi, thì chúng tôi tin rằng nếu như mà được tỉnh hỗ trợ, được chính quyền địa phương thị xã Quảng Yên hỗ trợ, thì năm nay chúng tôi sẽ có thể thu hút về đầu tư tại khu nghiệp Amata Xuân Khoai với cái con số tổng vốn đầu tư là xấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện 100% các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch cấp điện, nguồn điện cơ bản đáp ứng được nhu cầu công suất hiện tại. Để góp phần thu hút người lao động đến làm việc tại các khu công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh cũng quan tâm triển khai xây dựng các hạ tầng xã hội ngay trong các khu công nghiệp. Và đến nay, nhiều nhà ở trong các khu công nghiệp đã triển khai xây dựng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 5 khu kinh tế, 16 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.886 ha. Với các giải pháp đồng bộ trong việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, đã nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp từ 37% năm 2019 lên 42,41% ở thời điểm hiện tại. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục nâng lên nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Chúng tôi rất tin tưởng vào những cam kết của chính quyền tỉnh. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong muốn tiếp tục đầu tư các dự án tại Quảng Ninh. Lãnh đạo tập đoàn đã xác định nếu đầu tư ở nước ngoài sẽ chọn Việt Nam và tại Việt Nam sẽ chọn Quảng Ninh. Và dự án đầu tư sẽ có quy mô rất lớn với tổng vốn có thể bằng tất cả các dự án của Zinco đã đầu tư từ trước tới nay cộng lại. Hiện tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh có 95 dự án FDI còn hiệu lực đang hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tăng bình quân 10% một năm, tạo ra khoảng 22.000 việc làm mới. Tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 60%. Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với trên 1.000 phương tiện xuất nhập khẩu thông quan mỗi ngày. Từ tháng 5 đến nay, hiệu suất thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh tăng cao bởi hiện đang vào chính vụ thu hoạch một số loại nông sản trái cây tươi trong nước có nhu cầu xuất khẩu. Qua thống kê của lực lượng chức năng cửa khẩu, trung bình mỗi ngày có khoảng 350 đến 400 phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi các loại lên khu vực cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu. Cửa khẩu này thì thấy cái bên về cái an toàn thì rất là an toàn, thứ hai là bảo đảm cái trật tự an ninh. Nhưng mà chở xe qua đây thì thấy mấy chú bộ đội thì làm được, nói chung là cũng bảo đảm cái diện hàng hóa là này kia cho nọ không có chuyện xảy ra, rất là tốt.
Để khắc phục tình trạng ùn ứ phương tiện chờ xuất khẩu, lực lượng chức năng cửa khẩu tại Lạng Sơn đã sắp xếp phương tiện trong khu vực theo hướng tận dụng tối đa hạ tầng, lên phương án điều tiết phương tiện chở hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan để dừng đỗ. Ngoài ra, để phương tiện chở hoa quả tươi được thông quan sớm và nhanh chóng, các lực lượng đã triển khai thực hiện phương án phân chia làm thủ tục xuất khẩu cho 3 xe chở hoa quả xong thì mới thực hiện xuất khẩu một xe nhóm mặt hàng khác. Lực lượng biên phòng, hải quan đều tăng cường cán bộ, bố trí kéo dài thời gian làm việc. Đơn vị cũng đã xây dựng các phương án và triển khai các phương án điều tiết phương tiện để làm sao là phương tiện không ùn tắc trong cửa khẩu. Lượng hàng mà vận chuyển qua đường sắt là cái số lượng nó sẽ rất là lớn. Hiện tại bây giờ nó vẫn đang tồn tại một cái vấn đề là cái giao nhận giữa Việt Nam và Trung Quốc qua đường sắt thì nó còn nhiều hạn chế. Giải quyết được vấn đề giao nhận thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Tính từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 7, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là trên 67.600 phương tiện, trong đó số phương tiện có hàng xuất khẩu là trên 31.800 phương tiện. 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước thực hiện gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu trên 1,2 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Sau hơn 4 tháng đưa vào khai thác, hiện trung bình mỗi ngày bến cảng cao cấp Ao Tiên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đón trên 2.400 lượt hành khách qua cảng, đi Cô Tô và các tuyến đảo của huyện Vân Đồn, trở thành cửa ngõ giao thông quan trọng, tạo thuận lợi cho nhân dân và du khách, thúc đẩy phát triển du lịch biển đảo. Được đưa vào hoạt động khai thác từ ngày 1 tháng 3 đến nay, bến cảng cao cấp Ao Tiên đón tổng số gần 290.000 lượt hành khách qua bến cảng để đi huyện đảo Cô Tô, đảo Thanh Lân và các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu của huyện Vân Đồn. Cao điểm mùa du lịch hè từ đầu tháng 6, bến cảng đã đón trên 150.000 khách. Các cái ngày cuối tuần thì có thể là đến 8,5 đến 9.000 lượt khách, các ngày đầu tuần thì có thể 5.500 đến 6.000 khách và bến cảng cao cấp Ao Tiên này bố trí nhân lực để phục vụ ân cần và niềm lở với khách du khách. Với quan điểm giao thông đi trước một bước, đổi mới phương thức huy động khơi thông kết nối nguồn lực, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư của tỉnh, bến cảng cao cấp Ao Tiên được đầu tư xây dựng toàn bộ bằng nguồn lực xã hội hóa. Công trình được hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong mùa du lịch hè 2023 đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Cái cảng cực kỳ là đẹp và sầm uất và mọi cái dịch vụ là thật chu đáo. Mặc dù mới đưa vào khai thác, cảng cao cấp Ao Tiên đã nhanh chóng khẳng định hiệu quả sau đầu tư, từ đó lan tỏa lực hút mới trong phát triển du lịch biển đảo và kinh tế biển của tỉnh. Tạp chí du lịch Wanderlust của Anh vừa gợi ý danh sách 16 di sản tại Đông Nam Á mà du khách nên ghé thăm. Trong đó, kỳ quan di sản Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh là một trong 3 di sản của Việt Nam lọt vào danh sách này. Tạp chí này giới thiệu, Vịnh Hạ Long độc đáo với quần thể hàng nghìn núi đá vôi lớn nhỏ trên vịnh, có quy mô ấn tượng nhất thế giới. Nơi đây là di sản thế giới có vẻ đẹp tự nhiên hút hồn du khách trong nước và quốc tế. Du khách đến Vịnh Hạ Long được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Ngoài tắm biển, còn có nhiều trải nghiệm hấp dẫn như nghỉ đêm trên du thuyền, thăm làng chài, chèo kayak, câu mực đêm. Cùng với Vịnh Hạ Long, hai di sản khác của Việt Nam cũng được đưa vào danh sách là phố cổ Hội An, Quảng Nam và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Quảng Bình. Để tránh phải chờ đợi lâu vì tắc phà gót Cái Viềng, Hải Phòng khi ra Cát Bà vào mùa cao điểm du lịch hè, du khách có thể chọn đi cáp treo, phà Tuần Châu, tàu cao tốc. Trong đó, từ Tuần Châu, Quảng Ninh mỗi ngày có 5 chuyến phà tới đảo Cát Bà từ 7h30 phút đến 15 giờ và chiều ngược lại từ 9 giờ đến 16 giờ. Bến phà của tuyến này tại Cát Bà là Gia Luận, thời gian chạy phà khoảng từ 45 đến 50 phút. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14 sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận tại hội trường về các nội dung của kỳ họp và phiên chất vấn, trả lời chất vấn về một số vấn đề được dư luận cử tri người dân quan tâm như điện, ga, an toàn thực phẩm, di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. Về lĩnh vực trẻ em, phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, quản lý nguồn lợi thủy hải sản và phát triển nghề nuôi biển. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp vào 14 giờ ngày hôm nay, 11 tháng 7 trên các kênh truyền hình QTV1, kênh phát thanh QNR1 và được live
trên Báo Quảng Ninh điện tử tại địa chỉ baoquangninh.vn, livestream trên fanpage QMG Tin tức Quảng Ninh 24/7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cử tri nhân dân có ý kiến chất vấn có thể gửi đến hòm thư điện tử hdnza@quangninh.gov.vn hoặc là để lại ý kiến ngay trong phần bình luận trên live của Báo Quảng Ninh điện tử và trên fanpage QMG Tin tức Quảng Ninh 24/7. Các câu hỏi sẽ được tổ thư ký tổng hợp chuyển cho chủ tọa ngay trong phiên chất vấn. Kính mời cử tri và nhân dân cùng theo dõi. Từ ngày 10 tháng 7, thí sinh trên cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giống như kỳ tuyển sinh trước, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo được xử lý trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển. Lưu ý, đối với các thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo, nếu đủ điều kiện trúng tuyển, phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét tuyển theo quy định. Cuộc chạy đua vào lớp 10 cùng công lập lẫn dân lập tại nhiều địa phương những ngày qua vô cùng khốc liệt với những hàng dài phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ cho con. Tuy nhiên, vẫn còn có những cánh cửa khác vô cùng rộng mở cho các em học sinh và phụ huynh. Đó là chương trình 9 cộng hay còn gọi là mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa. Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí học tập, chú trọng thực hành nghề để sớm tiếp cận thị trường lao động. Những ưu điểm này đã khiến nhiều phụ huynh sau khi tham quan, tìm hiểu mô hình đào tạo nghề 9 cộng đã quyết định đăng ký cho con. Các con sẽ được liên thông lên đại cao đẳng, liên thông đại học, thì lúc đó trong tay con là có một cái bằng và có cái nghề rồi ạ. Có cái nghề trong tay thì là sẽ sống ở đâu được. Thì con mà con học đồ họa, con thích như đấy. Thì con ra trường chắc là cái nghề này thì nó cũng dễ tìm việc hơn. Trên thực tế, học nghề được xem là con đường lập nghiệp nhanh nhất. Từ 2 đến 3 năm rưỡi, người học vừa có trình độ văn hóa trung học phổ thông, vừa có kỹ năng nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động, hoặc liên thông lên các trình độ cao hơn như cao đẳng, đại học. Thậm chí với nhiều ngành nghề, thí sinh chưa ra trường đã có doanh nghiệp tiếp nhận với mức lương khởi điểm 5 đến 10 triệu đồng. Trong quá trình mà đào tạo thì có rất nhiều doanh nghiệp đặt hàng đối với nhà trường. Và ra đâu thì đơn vị đều tuyển chọn và nhận các em vào làm hết. Và mức thu nhập từ khởi điểm của các em nó từ khoảng 5 triệu đến 7 triệu. Thực hiện cái nghị định 81 thì đối với học sinh học nghề trình độ trung cấp và cao đẳng thì các em tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trình độ này, các em sẽ được miễn hoàn toàn học phí học nghề. Thì đây là một trong những cái chế độ chính sách của chúng ta làm đẩy mạnh cái công tác phân luồng. Đối với gia đình phụ huynh học sinh thì cho rằng là đây là một trong những cái điều kiện tạo cái thuận lợi lớn nhất cho người học. Thị trường lao động thời gian qua đã chứng minh, trong khi rất nhiều cử nhân ra trường loay hoay tìm kiếm việc làm, thì tại nhiều khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang thực sự rất thiếu các nhân lực học nghề và có tay nghề. Trong quá trình tuyển dụng thì doanh nghiệp chúng tôi cũng không quá chú trọng những cái việc là các bạn học cao đẳng hay là đại học, mà quan trọng là các bạn khi vào vị trí làm việc, các bạn có thể thể hiện được cái năng lực của mình, có thể đóng góp được cho sự phát triển của công ty cũng như đưa ra những cái cải tiến đem lại thu nhập cho công ty. Trong thời gian vừa rồi chúng tôi cũng làm việc với rất nhiều những cái đơn vị, các công ty của nước ngoài, họ đến tìm hiểu và muốn đặt vấn đề về đầu tư ở thị trường Việt Nam, và họ luôn luôn tìm câu chuyện, tìm cái việc là làm sao có thể liên kết được với các trường dạy nghề để đảm bảo được một số lượng thợ sau khi ra trường là họ đã có luôn cái nguồn lao động mà có kỹ thuật. Mô hình 9 cộng được xem là chìa khóa hiệu quả, giúp giải quyết khó khăn trong khâu phân luồng, giảm tải tình trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay. Khi định hướng nghề nghiệp cho các em thì chúng ta một mặt là chúng ta vẫn phải dựa trên sở thích, năng lực của các em. Mặt khác thì cũng tạo phối hợp với doanh nghiệp để định hướng được việc làm ngay khi các em bước chân vào trường học. Mở ra nhiều cánh cửa hơn cho học sinh, đem đến nhiều lựa chọn hơn là một điều tốt. Song việc truyền thông chưa đầy đủ, chưa thuyết phục, khiến mục tiêu phân luồng thiếu đi sự tự nguyện. Hôm nay 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Tỷ số giới tính khi sinh phản ánh sự cân bằng giới tính của số bé trai và bé gái khi được sinh ra. Bất kỳ sự thay đổi nào của tỷ số giới tính khi sinh chệch khỏi mức sinh học bình thường đều sẽ để lại những hệ lụy phức tạp cho địa phương, quốc gia và toàn cầu.
Tại Quảng Ninh, nhiều giải pháp cũng đã được triển khai suốt thời gian qua nhằm hướng tới mục tiêu giảm mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao nhất. Hơn một năm sau kết hôn, gia đình chị Trần Hải Phượng ở phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên hạnh phúc chào đón sự ra đời của bé gái nhỏ Trần Tâm Anh. Trong suốt quá trình mang thai, cả hai vợ chồng chị đều không hề quan trọng giới tính của con. Ước mong của gia đình chỉ là bé có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Dù nam hay nữ thì vẫn là nuôi dạy cháu tốt. Và tùy theo điều kiện kinh tế thì trước mắt thì cứ nuôi dạy cháu. Còn đâu là có sinh đứa sau này đi chăng nữa thì cũng không quan trọng là nam hay nữ. Miễn sao là gia đình hạnh phúc và nuôi dạy cháu được tốt là được. Từng là địa phương nặng nề về tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhất định phải có con trai để nối dõi tông đường. Song những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc tích cực tuyên truyền của những người làm công tác dân số địa phương, nhận thức của nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ, đã thay đổi. Suy nghĩ của họ cũng thoáng hơn, là con nào cũng như con nào biết làm sao là cái việc là nuôi dạy các con được là tốt. Bên cạnh đó thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là những gia đình là chịu cái áp lực từ các bố mẹ chồng rồi là từ những người trong dòng họ là bắt buộc là phải có con trai để nối dõi tông đường. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh tác động đến các gia đình. Không chỉ tại Quảng Yên, thời gian qua nhiều giải pháp nhằm kéo giảm mất cân bằng giới tính khi sinh đã được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh. Với sự vào cuộc của 177 câu lạc bộ giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã phường, nhiều hoạt động truyền thông đã được triển khai nâng cao nhận thức về hệ lụy của mất cân bằng giới tính, phổ biến chính sách về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ trong vấn đề sinh sản, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ mang thai, cũng như truyền thông về tác hại của việc phá thai. 6 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh có 6.259 trẻ ra đời, trong đó trẻ nam là 3.312 trẻ, trẻ nữ là 2.947 trẻ. Trong thời gian tới, Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả và các hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp cho các nhóm đối tượng đích, đặc biệt là nhóm đối tượng trong độ tuổi sinh thực hiện sinh đủ hai con và không thực hiện các biện pháp lựa chọn giới tính thai nhi dưới bất kỳ hình thức nào. Phấn đấu mục tiêu để về tỷ số giới tính khi sinh, cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở và nêu gương, nhân rộng các mô hình, các cái điển hình tiêu biểu trong thực hiện công tác dân số. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động số 245 về thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu đặt ra là đưa tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh đạt dưới 110 trẻ em trai, trên 100 trẻ em gái vào năm 2025. Mục tiêu chung là khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Mặc dù đã có nhiều phản ánh về tình trạng xâm phạm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép, chính quyền các địa phương cũng đã triển khai nhiều đợt ra quân để xử lý. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng này vẫn chưa có nhiều chuyển biến, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Khu phố Vườn Đào, khu du lịch Bãi Cháy, bất chấp biển cấm, hàng loạt xe ô tô vẫn dừng đỗ trái phép. Thậm chí là ngay cả khi công an thành phố, đội trật tự đô thị phường Bãi Cháy bắc loa nhắc nhở, nhưng nhiều chủ xe vẫn không xuất hiện để di chuyển phương tiện đi nơi khác, khiến cho việc lưu thông của các phương tiện khác vô cùng khó khăn. Các chủ phương tiện đỗ ở khu vực này là đang cố tình đỗ, bởi vì trên khu vực này là rất nhiều bãi đỗ xe, khu hậu cần là đang rất là nhiều, bãi rất là rộng. Đây chỉ là một ví dụ điển hình cho thấy tình trạng chiếm dụng trái phép lòng đường vỉa hè làm nơi đỗ xe vẫn đang xảy ra ở cả những nơi không thiếu bãi đỗ xe. Mùa du lịch thì lượng khách du lịch từ các địa phương đổ đến thành phố Hạ Long rất là đông. Đối với những người ta không biết có lý do thì chúng tôi đã chủ yếu tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở. Ngược lại đối với lại các lái xe thường xuyên vận chuyển khách đi đến các điểm du lịch và họ biết được các cái quy định nhưng người ta vẫn cố tình vi phạm thì những cái trường hợp như vậy chúng tôi cương quyết xử lý. Không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm nơi dừng đỗ xe, hiện nay vỉa hè có bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán. Quốc lộ 18 đoạn qua các phường Đông Triều, Đức Chính của thị xã Đông Triều. Tại thời điểm phóng viên ghi hình,
vỉa hè thay vì dành cho người đi bộ thì đã bị lấn chiếm để làm nơi bán hàng. Còn đây là phố Tiên Ông ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Vỉa hè rộng nhưng bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Còn người đi bộ thì phải đi giữa lòng đường. Công tác quản lý vỉa hè, trật tự đô thị là trách nhiệm của chính quyền địa phương cơ sở. Song có lẽ người dân đã quá quen với việc khi báo chí, truyền thông, dư luận phản ánh về tình trạng vi phạm lòng đường, vỉa hè, trật tự đô thị thì chính quyền các xã phường ra quân. Để rồi sau đó, tình trạng chiếm dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán lại tái diễn. Qua công tác phối kết hợp xử lý giữa đơn vị và công an các đơn vị địa phương thì chúng tôi thấy chính quyền địa phương cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Mỗi một năm ở các địa phương, người ta vẫn thấy một vài đợt ra quân dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng để có một giải pháp căn cơ quản lý hiệu quả vỉa hè lòng đường, để người đi bộ không bị đẩy xuống lòng đường, thì nhiều năm nay vẫn chưa thấy ở địa phương nào. Bản tin Chủ động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.